Xin chào. Sau các video về các cặp đôi trong Win Team ngày hôm trước thì chị Kính nhận được rất nhiều những bình luận như thế này đây. U là chơi, fan Win Team đông quá đi. Để không phụ lòng fan thì hôm nay chị Kính sẽ làm tiếp thêm một cặp đôi trong biệt đội Win Team nhé. Vậy còn chờ gì nữa mà không nhấn like luôn video ngày hôm nay nào? Mà bạn có biết cặp đôi nào trong Win Team vừa mới chia tay hay không? Cặp đôi Cindy với Thanh Văn hay là Thế Bằng với JB nhỏ? Buồn quá các bạn ơi, chị Cindy và anh Thanh Văn chia tay nhau mất rồi. Từng một thời phải khiến bao người ngưỡng mộ về chuyện tình đẹp của cặp đôi này. Thế mà giờ đây, mỗi người lại có một hướng đi riêng. Tuy không còn yêu nhau nữa, nhưng cả hai vẫn là thành viên của đội Win Team và vẫn đang làm việc chung với nhau các bạn nhé. Câu 2, vậy lý do chia tay của anh chị là gì? Không hợp nhau, có người thứ ba hay là không cùng mục tiêu? Lý do chia tay có là gì đi nữa thì người đau buồn nhất vẫn là người trong cuộc. Hồi tháng 5, chị Cindy đã chính thức lên tiếng về tin đồn chia tay và nói luôn lý do chia tay là gì. Thì cái lý do chia tay á là do hai người không còn cái định hướng để đi chung với con đường với nhau nữa. Đây cũng là lý do vì sao hai anh chị quyết định dừng lại mối quan hệ này. Chúc cho hai anh chị sẽ thật thành công trong những dự định tương lai của mình nha. Thế nhưng để nhìn lại thời gian đầu cả hai anh chị mới quen nhau, mới hạnh phúc ra sao, cơ duyên gì mà hai anh chị lại gặp được nhau nhỉ? Quen nhau trên mạng hay là gặp nhau trong Win Team? Trời, tình huống này cứ nghĩ chỉ có trên phim thôi, thế mà nó lại xảy ra với anh Thanh Văn và chị Cindy đấy. Cũng nhờ anh Thanh Văn hay đi bình luận dạo mà cơ duyên của hai anh chị đã bắt đầu. Đó là một lần chị Cindy đăng ảnh, rồi anh Thanh Văn vào bình luận và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cả hai anh chị bắt đầu inbox thầm kín với nhau rồi yêu nhau luôn. Đấy, câu chuyện lần đầu gặp mặt của hai anh chị đơn giản lắm. Câu 4. Trong thời gian yêu nhau, anh Thanh Văn đã từng về quê của chị Cindy để chơi. Vậy mọi người có biết quê của chị Cindy ở đâu không? Chị Cindy sinh ra và lớn lên tại vùng đất đầy nắng gió Tây Ninh nhé. Nhắc đến Tây Ninh là nhớ luôn đến muối chấm Tây Ninh các bạn ạ. Và chưa gì cũng đã nghĩ ngay đến món bánh tráng Tây Ninh, một trong những đặc sản nổi tiếng nhất vùng Tây Ninh rồi. Đến với Tây Ninh, chị Cindy đã dắt anh Thanh Văn đi ăn các món đặc sản vùng đất Tây Ninh đấy. Thế còn quê bạn ở đâu? Hãy bình luận tên đặc sản quê bạn xuống phía dưới video để chị Kính đoán ngay tên quê hương mà bạn đang sinh sống nhé. Câu 5. Chị Cindy nổi tiếng là hot tiktoker xinh đẹp và tài năng với những clip vui vẻ năng động. Thế nhưng mọi người có biết chị Cindy tự ti về điều gì hay không? Ngoài là tiktoker được nhiều người yêu thích, chị Cindy còn được biết đến với vai trò là diễn viên, người mẫu ảnh. Vậy nên với chiều cao khiêm tốn 1m55, điều đó cũng là điều chị Cindy tự ti nhất. Tuy nhiên với phương châm, thành công chỉ đến khi đam mê trở thành động lực sống mà chị ấy đã cố gắng hết mình với đam mê của chính bản thân. Ây da, chị Kính còn thấp hơn chị Cindy tới 5cm lận các bạn ạ. Ủa, mà nãy giờ chúng mình cứ liên tục gọi tên chị Cindy, thế tên thật của chị Cindy là gì? Các bạn có biết không nhỉ? Ai cũng biết Cindy và JB chính là hai chị em sinh đôi. Cindy có tên là Huỳnh Thị Diễm My, còn JB có tên là Huỳnh Thị Thành Trúc. Tên quá đẹp luôn đúng không các bạn? Mà không chỉ có tên đẹp, hai chị ấy cũng rất tài giỏi trên con đường sự nghiệp của mình. Cả hai mối tình của hai chị em cũng là một trong những cặp đôi có lượng follower nhiều nhất top top. Bạn có biết Cindy và Thanh Văn ai là người có nhiều follower hơn không? Cặp đôi này
đúng là ngang tài ngang sức nha. Cơ mà chị Cindy vẫn hơn anh Thanh Văn một chút. Chị Cindy với thời điểm hiện tại đang sở hữu 13,2 follower rồi đấy. Còn anh Thanh Văn cũng chẳng thua kém là bao. Anh đang có cho mình hơn 11,3 follower. Để đạt được những thành quả như thế này thì hai anh chị đã rất cố gắng trong công việc của mình, xây dựng nội dung chất lượng, tiến tới người xem một năng lượng tích cực và vui vẻ, là nơi mà mọi người có thể giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nếu các bạn đang chán nản thì hãy vào xem ngay và luôn nhé. Câu 8. Cơ mà mọi người có biết trong hai anh chị thì ai nhỏ tuổi hơn không? Chỉ có một số fan cứng mới biết thôi nhá, là hai anh chị bằng tuổi nhau, cả hai đều sinh năm 2001. Thế nhưng anh Thanh Văn lại là người có sinh nhật sớm hơn chị Cindy nhé. Cơ mà có một sự thật khó hiểu là chị Cindy và anh Thanh Văn đều có sinh nhật vào tháng 5, nhưng mà lại khác cùng hoàng đạo các bạn ạ. Thật lạ lùng đúng không nào? Và bạn có biết anh Thanh Văn thuộc cung hoàng đạo nào không? Kim Ngưu hay là Song Tử? Mùng 6 tháng 5 năm 2001, cầm tinh con rắn và thuộc cung Kim Ngưu. Đây là cung hoàng đạo được xem là giàu có và trung tình nhất trong 12 chòm sao. Họ rất may mắn và dễ dàng thành công. Trong tình yêu, lại là những người luôn biết cách cưng chiều người yêu của mình. Thế mà hai anh chị ấy lại nỡ lòng nào chia tay nhau. Bạn có mong ngày mà anh Thanh Văn và chị Cindy quay trở lại không nào? Và còn chị Cindy thì sao? Chị ấy thuộc cung hoàng đạo nào nhỉ? Thiên Bình hay Song Tử đây? Ở đây có ai cùng cung hoàng đạo Song Tử với chị Cindy không nè? Chị Cindy sinh ngày 22 tháng 5, những cô gái Song Tử thì quá là đẳng cấp luôn, khi mà không chỉ sở hữu sắc đẹp được thần Apollo mang lại, mà còn có trí tuệ hơn người, thông minh, xinh đẹp, lại còn may mắn, thì nữ Song Tử chính là những cô nàng tuyệt vời nhất trong 12 chòm sao rồi đúng không nào? Tiếp theo, đến với vùng đất sinh ra người đàn ông đẹp trai tốt bụng Thanh Văn nha. Anh Thanh Văn quê ở đâu bạn nhỏ, Nghệ An hay Quảng Trị? Bùi Thanh Văn sinh ra và lớn lên tại vùng biển có nhiều cảng nhất Việt Nam, đó chính là Quảng Trị nhé. Đặc sản ở đây cũng đa dạng và phong phú như cháo bạc dương, bún hến mai xá Quảng Trị, mít thấu Quảng Trị, còn rất nhiều nữa nha. Nếu có cơ hội ghé qua đây thì nhất định phải thử đặc sản có 102 tại đây nhé. Có bạn fan nào của chị Kính cũng ở Quảng Trị không nhở? Nếu có thì like video đi nào. Có một điều thú vị mà chỉ có ai thân với anh Thanh Văn mới biết thôi nha. Đố bạn, tên ở nhà của anh Thanh Văn là gì? Của anh Văn là Tí các bạn ạ. Đây là một trong những cái tên khá phổ biến đúng không nào? Tí này, Mít này, Co này và rất nhiều những cái tên khác nữa. Thế tên của bạn ở nhà là gì nhỉ? Bình luận đi cho chị Kính và các bạn cùng biết với nhé. Câu 13. Còn tên Ke, các bạn có biết là tên ở nhà của ai không? Là của chị Cindy hay là của chị JB nhỉ? Chính là tên ở nhà của chị Cindy nhé. Vì chị Cindy từ nhỏ hay xạo Ke quá nên mọi người ưu ái đặt cho cái tên là Ke nha. Và tên của hai anh chị trước đây cũng là tên chung kênh YouTube của cả hai, đó là TK Official. Rất đặc biệt và ý nghĩa đúng không cả nhà? Nhưng sau khi chia tay thì đã được đổi tên thành Cindy Official. Câu 14. Bạn có biết chị Cindy và anh Thanh Văn đều sợ con vật nào không? Trời, cầm tinh con rắn, thế mà cả hai anh chị lại sợ rắn các bạn ạ. Và có lẽ đây cũng là con vật mà rất nhiều các bạn fan của chị Kính sợ đúng không nào? Nếu đúng thì hãy like video, còn nếu không đúng thì hãy bình luận tên con vật mà bạn sợ nhất xuống phía dưới video nhé. Và rồi chúng ta đã đi qua 14 bí mật về Cindy và Thanh Văn rồi đấy. Các bạn
bạn còn nuối tiếc khi cặp đôi này đã chia tay hay không? Bao nhiêu bạn muốn hai anh chị cùng nhau quay lại nào? Hãy bình luận xuống phía dưới video này cho chị Kính biết với nha. Còn các bạn thấy video ngày hôm nay hay thì nhấn like và đừng quên nhấn nút đỏ đăng ký kênh chị Kính Đố Vui để không bỏ lỡ bất kỳ tập thú vị nào nha. Còn bây giờ thì thời lượng video đã hết mất rồi. Chị Kính xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye!